Vợ cũ Bằng Kiều bức xúc, bật khóc phản pháo phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng. Thời gian qua, hàng loạt phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng về giới nghệ sĩ đã gây xôn xao công chúng. Trong đó có một phát ngôn gây nhiều chú ý, bình luận là công chúng là người nuôi sống nghệ sĩ. Trước phát ngôn này, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Trì Duy Phương Trinh đã bật khóc tâm sự. Bây giờ người ta đang nói một câu khiến tôi rất bức xúc. Tôi vô cùng bức xúc trước câu nói công chúng là người nuôi sống mấy thằng ca sĩ, mấy con nghệ sĩ này nọ. Tôi qua Mỹ từ rất lâu rồi, thời gian ở Việt Nam chưa tới 1/4 cuộc đời mình, nhưng tôi hiểu được sự bạc béo của nghề này. Tôi cũng là người may mắn, được ông trời thương nên mới nhận ra điều này và chuyển sang kinh doanh. Mọi người thấy tôi bận bịu, tối ngày chỉ lo làm ăn, một mình mấy cái quán. Tôi làm nhiều như vậy vì không muốn người ta coi thường mình, coi mình là sướng ca vô loài, chỉ biết kiếm tiền bằng lời ca tiếng hát. Mặc dù tôi không còn kiếm tiền bằng nghề hát nữa, nhưng nghe người ta nói như vậy mà tôi đau xót thay cho những anh chị em đang hoạt động, sinh sống bằng nghề này, nhất là khi họ nói người dân nuôi sống mấy thằng, mấy con nghệ sĩ. Không phải qua chuyện lùm xùm gần đây, mà kể ra trước đó, mỗi lần nghệ sĩ có scandal nào là họ lại dùng lời lẽ như thế để tẩy chay nghệ sĩ nọ, nghệ sĩ kia. Nếu ai đó để người khác nuôi mình, tức là ngồi không, không đi làm ăn gì cả, chỉ đợi người đó đem tiền về nuôi mình, chăm sóc mình, như thế mới gọi là nuôi. 10 tuổi tôi đã sang Mỹ, chỉ sống ở Việt Nam 1/4 cuộc đời mình nên không biết phải hiểu chữ nuôi như thế nào cho đúng. Trong suy nghĩ của tôi, nếu ai đó để người khác nuôi mình, tức là ngồi không, không đi làm ăn gì cả, chỉ đợi người đó đem tiền về nuôi mình, chăm sóc mình, như thế mới gọi là nuôi. Còn khi người nghệ sĩ dùng sức lao động của mình đi hát, dùng tiếng hát của mình để kiếm tiền thì không thể nói là nghệ sĩ được người này, người kia nuôi, nghe rất sai. Tôi từng đi sâu nên tôi biết cực khổ lắm, phải thức khuya dậy sớm chứ đâu có nhàn hạ, được người ta mang tiền đến cho đâu mà bảo nghệ sĩ được nuôi. Nhiều lúc tôi lên sân khấu nhảy muốn xỉu vì quá mệt kiệt sức. Nhiều khi 3 giờ sáng tôi đã phải ra sân bay, vừa tới nơi đã phải chuẩn bị diễn vì có những show mở rất sớm. Tôi chỉ kịp thay đồ rồi nhảy lên sân khấu hát luôn. Làm gì có chuyện tới nơi rồi được người ta dâng một đống tiền cho mình. Ví dụ một người doanh nhân mở ra nhà hàng, sao tôi không bao giờ nghe người ta nói khách hàng là người nuôi doanh nhân đó mà lại chỉ nghệ sĩ bị nói thế? Rõ ràng phải có khách hàng thì doanh nhân mới giàu được, sao không ai nói khách hàng nuôi doanh nhân đi, lại chỉ xoáy vào nghệ sĩ.